Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Đây là lời vàng ngọc của người xưa, cũng là kinh nghiệm phong phú của danh tướng cổ đại. Trước tiên không nói đến Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, ngay cả thành viên của Thiết Huyết Kỵ cũng thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa, bọn họ tràn ngập khí thế, cái loại khí thế không thể ngăn cản đó khiến cho quân Lăng Hào tâm sinh sợ hãi. Giết ngựa, đây là lựa chọn tốt nhất với tình huống trước mắt. Chỉ cần làm cho bọn họ từ kỵ binh biến thành bộ binh mới có thể giết chết bọn họ dễ dàng được. Một tên kỵ binh trong tình huống bình thường có thể đồng thời đối kháng với 5 tên bộ binh. Đây chính là ưu thế của kỵ binh. Kỵ binh tính cơ động cao, khí thế hiên ngang của kỵ binh, bộ binh không cách nào sánh được. Chỉ có thể đem kỵ binh biến thành bộ binh, bọn họ mới mất đi loại ưu thế này. Sau lưng Lăng Hào, cờ lớn được huy động có quy tắc. Quân Lăng Hào đang vây khốn đám người Từ Ngạo Thiên, lập tức thay đổi sách lược. Tất cả binh khí đều đâm về phía chiến mã ở dưới thân bọn họ. Con người võ công cao tuyệt có thể ngăn đao chặn kiếm, nhưng ngựa tất nhiên chỉ là ngựa, nó không cách nào ngăn được binh khí từ bốn phương tám hướng đâm đến. Tiếng hí dài đau đớn liên tục vang lên, chiến mã dưới thân của Thiết Huyết Kỵ bao gồm cả Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ trong đó lần lượt đổ xuống. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vào một giây trước khi chiến mã đổ xuống đã nhún người rời khỏi lưng ngựa, nhưng có rất nhiều thành viên Thiết Huyết Kỵ không được may mắn như vậy, bởi vì vận động mạnh lại thêm thân thể sớm đã bị thương làm cho suy yếu. Lúc chiến mã đổ xuống, bọn họ đồng thời cũng vô lực mà ngã xuống mặt đất. Ngay lập tức, vô số binh khí đâm vào người bọn họ để lại chi chít lỗ thủng. Từ Ngạo Thiên nổi giận gầm một tiếng, vọt đến trước mặt vài thành viên Thiết Huyết Kỵ, giúp bọn họ đỡ đợt đao kiếm đang đánh tới. Nhưng ngăn được trước mắt thì hở sau lưng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Từ Ngạo Thiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai địch nhân thừa cơ nó không phòng bị, một thanh trường mâu từ sau lưng Từ Ngạo Thiên đâm trộm tới, mà một thành viên Thiết Huyết Kỵ vì đỡ cho nó một mâu này, lúc này trước ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, máu không ngừng từ đó phun ra. Thành viên Thiết Huyết Kỵ đó nhìn Từ Ngạo Thiên mỉm cười yếu ớt nói: "Chủ công, bảo trọng." Nói xong, cả người chậm rãi ngã xuống. Từ Ngạo Thiên vội vàng đưa tay kéo hắn lại, nhưng thi thể của thành viên Thiết Huyết Kỵ đó ngay lập tức đã bị vô số đao kiếm xuyên qua. Từ Ngạo Thiên ngây ngốc đứng nhìn cỗ thi thể đã nát bét, một cỗ cảm giác bi phẫn chậm rãi xông lên đầu. Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó như nổi điên xông vào địch quân. Đang chém giết, Phương Tử Vũ đột nhiên nghe được tiếng hú dài của Từ Ngạo Thiên, bất giác dùng mình quay đầu nhìn lại, thì thấy Từ Ngạo Thiên dường như đã nổi điên, hoàn toàn không để ý đến đao kiếm đang đánh tới, dùng một loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Phương Tử Vũ giống giận chém giết xông về phía Từ Ngạo Thiên. Đột nhiên một thanh trường kiếm vô danh vô thức đâm đến sau lưng Từ Ngạo Thiên. Phương Tử Vũ vội vàng hét lên: "Ca ca!" Từ Ngạo Thiên toàn thân run nhẹ, trường kiếm sau lưng cũng vào lúc này đồng thời đâm vào trong cơ thể nó. Từ Ngạo Thiên xoay người lại, một kiếm chém xuống đầu kẻ đâm lén, lại nhìn về phía Phương Tử Vũ, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Phương Tử Vũ ngơ ngác đứng đó, cánh tay đang giơ cao, mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của Từ Ngạo Thiên bị đám người che lại. Phương Tử Vũ một tay vẫn ở trên không, một tay nắm chặt trường đao, không tin vào ánh mắt mình, ngơ ngác nhìn về người trước phía trước, trên miệng lẩm bẩm: "Ca ca." Nhắm lại hai mắt, sống chết ngăn lại dòng nước mắt đang trào ra. Đột nhiên nó cảm thấy huyệt ấn đường giật giật, tiếp đó huyệt thiên trung cũng nhảy lên, sau đó là huyệt cự khuyết, huyệt nhân trung.
Đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ huyệt vị trên cơ thể nó rung lên mãnh liệt, máu nóng toàn thân, trong nháy mắt dường như xông lên đầu. Ca! Phương Tử Vũ tay phải nắm chắc trường đao, ngửa mặt lên trời hét lớn, phát tiết nỗi oán hận vô tận và kiều hận khắc sâu trong xương tủy. Một cỗ lực lượng không gì địch được đột nhiên lập tức từ trên người Phương Tử Vũ phóng ra ngoài. Ầm! Một tiếng đánh bay tất cả quân lính đang vây quanh nó. Đôi mắt của Phương Tử Vũ chậm rãi mở ra. Những kẻ đang có mặt ở đó đều rùng mình hoảng sợ. Đó là đôi mắt gì đây? Hai điểm sáng đỏ như máu, con ngươi lòng trắng đều biến thành màu đỏ. Hai điểm đỏ như máu khủng bố phát ra ánh sáng lập lòe. Đột nhiên, một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa từ trên người Phương Tử Vũ tán ra. Thân thẳng vững chãi như núi, bá khí lẫm nhiên, mái tóc dài theo gió lay động, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét cười lạnh lẽo, tựa như thái cổ ma thần ngạo thị chúng sinh. Lá khô ở xung quanh tự động bay lên, bay đến còn cách thân thể nó một trượng, đều tan thành bột phấn theo gió mà bay đi. Loại khí thế hủy thiên diệt địa, duy ngã độc tôn này khiến cho mỗi người đang có mặt ở đó đều run lên vì sợ hãi. Quét mắt nhìn đám binh sĩ đang ngây ngốc, hai chân run rẩy vì sợ hãi ở chung quanh, Phương Tử Vũ khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói băng lãnh quanh quẩn ở bên tai mọi người. Các ngươi đi chết đi! Trên chiến trường, ngay lập tức chân khí bộc phát, sát khí xung thiên. Chiêu thức đơn giản nhất, tay phải vuốt khẽ, một đao quét ngang đám quân. Chân khí tuôn ra mênh mông như đại dương, bắn về phía đám người. Một tên đại hán đứng gần nhất là kẻ hứng chịu đầu tiên, kêu thảm một tiếng, thân thể từ từ ngã xuống mặt đất, hộc máu ra mà chết. Đao khí tiếp tục mở rộng, đao khí mãnh liệt nháy mắt xé mở lồng ngực của đám binh sĩ. Tiếp đó, đơn giản chỉ là một tràng đơn phương chém giết. Phương Tử Vũ nhảy vào đám người, cương đao trong tay tự nhiên chém, bổ, đâm, gạt, chặt, tạo nên một cơn mưa máu nhiễm đỏ toàn thân nó. Chiêu thức đơn giản nhất tạo thành tổn thương lớn nhất cho địch nhân. Động tác đơn giản, phương thức công kích đơn giản, đẹp đến hoàn mỹ như linh dương gãi sừng, không thể tìm thấy dấu vết. Chiến trường đã trở thành A Tỳ địa ngục, mà Phương Tử Vũ giống như ác ma trồi lên từ địa ngục ấy. Trường đao trong tay như lưới hái mau chóng gặt lấy sinh mệnh. Lá khô bay đầy trời, chân khí tuôn trài hòa vào đao khí lạnh thấu xương, tung hoành ngang dọc, sát khí xung thiên. Không một ai dám phản kháng, cũng không một kẻ nào có năng lực phản kháng. Tất cả đều trốn tránh nó thật xa, sớm đã run lên sợ vỡ mật. Còn hơn 10 tên thiết huyết kỵ quay lại thành vòng xung quanh Từ Ngạo Thiên, đem nó bảo vệ bên trong. Lúc này bọn họ cũng hoảng sợ nhìn Phương Tử Vũ nổi điên giết chóc, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Phương Tử Vũ sao? Đây là nhị cung chủ, nhị chủ công, người mà bình thường vẫn không thích nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng đây sao? Bọn họ mặc dù đã sớm biết Phương Tử Vũ công lực cao tuyệt, võ công thông thiên, nhưng không thể nào tưởng tượng được cái thân thể nhìn trông có vẻ gầy gò ấy lại tiềm tàng lực lượng đáng sợ đến như vậy. Nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch. Không chỉ là thiết huyết kỵ, bao gồm cả quân lính có mặt tại đó và Lăng Hào đang quan chiến ở phía xa, trong đầu tất cả mọi người đồng thời nổi lên một câu nói. Nhớ đến Quan Vũ năm xưa có danh xưng nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch, bất quá cũng chỉ thế này mà thôi. Lăng Hào ở phía xa trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ, sắc mặt biến hóa vô số lần, cuối cùng trở về một màu trắng bạch. Hắn biết bản thân đã đụng vào một kẻ không nên đụng. Võ công của Phương Tử Vũ, khí thế của nó lúc này nhìn nó không ngừng thu lấy sinh mệnh, còn đám binh sĩ xung quanh chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Tất cả những điều này có thể dùng thần tích để hình dung. Không, không phải là thần tích, có lẽ phải dùng là ma tích càng thêm chuẩn xác. Phương Tử Vũ lúc này hoàn toàn là một đầu ác ma từ địa ngục ngoi lên. Toàn thân nó nhuốm đầy máu tươi, não tương, nội tạng dính đầy thân thể. Nhưng nó không quan tâm, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục thi hành bổn phận của ác ma, kiệt tác của ác ma. Giết chóc điên cuồng, Phương Tử Vũ đã muốn làm điên cuồng, giết chóc là ý nghĩ duy nhất. Mặc kệ là người hay là vật, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy đều phải giết. Nhìn Phương Tử Vũ hung bạo tiến lên, mỗi một đao hắn đánh ra đều có hai người bị chặt ngang. Một cảm giác sợ hãi dâng lên từ trong thể nội của mọi người. Cỗ khí tức chấn nhiếp lòng người kia giống như đã tiến nhập vào trong tâm lý của mọi người, cho đến lúc này mới phá phong mà thoát ra.
rất nhiều người đang run rẩy sợ hãi nhìn thật sâu Lãnh Huyết Ma Vương Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ cảm giác ngoại giới nơi nơi tràn ngập màu đỏ. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm, đối với loại huyết sắc đỏ tươi này, hắn thậm chí có một loại kích thích đi sáng tạo ra loại màu đỏ máu này. Hơn nữa, hắn muốn đi giết chóc điên cuồng, muốn giết sạch mọi người. Đây là màu của máu sao? Màu đỏ của máu thật là đẹp. Ở trong lòng hắn thầm tán thưởng, nhưng một cảm giác bi thương cũng dâng lên trong lòng hắn. Vô tận bi thương giống như từ viễn cổ từ từ chảy đến, giống như trải qua vô số năm tháng tang thương lắng đọng lại ở sâu trong nội tâm hắn. Mọi người trên chiến trường cũng bị tâm trạng tuyệt vọng kia, sợ hãi kia biến thành vô tận bi ai, không thể khống chế tâm trạng thương tâm. Trong thiên địa, bi ai giống như mênh mông vô biên vô hạn. Lăng Hào ở bên ngoài trận vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tử Vũ, ánh mắt biểu lộ một chút kính nể, một chút ghen tị, cũng có một chút hận ý. Phương Tử Vũ, người này rốt cuộc là loại người gì đây? Một người, chỉ có một người có thể ngăn cản hoàn toàn 2 vạn đại quân, thậm chí giết 2 vạn người kêu cha gọi mẹ, chạy trốn khắp nơi. Chiến trường hoàn toàn trở thành sân khấu của một mình Phương Tử Vũ, mặc hắn một mình tận tình độc diễn. Mọi người chẳng qua chỉ là con rối gỗ vận mệnh của bản thân đều nằm trong tay kẻ khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí của Phương Tử Vũ chém thân thể mình thành 2 nửa mà vô lực phản kháng. Nhìn Phương Tử Vũ đang điên cuồng, khóe miệng Lăng Hào lộ ra ý cười chua xót và bất đắc dĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Phương Tử Vũ." Dùng sức hít vào một hơi, Lăng Hào khôi phục lại vẻ thong dong như trước, xoay người hướng người cầm cờ phía sau trầm giọng nói: "Lệnh cho tất cả đại quân nhân mã không quản trả giá hết thảy phải giết chết Phương Tử Vũ cho ta." Cắn chặt hàm răng, Lăng Hào gằn từng tiếng: "Người này tuyệt đối không thể lưu lại." Người cầm cờ ở phía sau có chút sửng sốt, sau đó liền huy cờ ra lệnh toàn diện tấn công Phương Tử Vũ. Đúng lúc này, một gã phó tướng bên cạnh Lăng Hào bỗng nhiên chỉ hướng Đông Hải Thành kêu lên: "Tướng quân, mau nhìn!" Lăng Hào theo ngón tay của phó tướng đang chỉ nhìn về phía Đông Hải Thành, chỉ thấy cửa thành Đông Hải mở rộng ra, gần như tất cả tướng sĩ và dân chúng trong thành đều tràn ra ngoài thành. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, thậm chí một ít hài đồng và lão nhân cầm tảng đá trong tay lao về phía 2 vạn quân của Lăng Hào. Thì ra khi Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ và Thiết Huyết Kỵ đều lâm vào vòng vây của địch, quân dân toàn thành nhìn thấy đã sớm nhẫn nại không được. Đúng lúc đó, Lý Phong kêu lên: "Mẹ ơi, hai vị chủ công vì chúng ta mà đi ra ngoài liều mạng, chúng ta lại ở trong thành này nhìn bọn họ chịu nhục. Lão tử nhìn không được, người nào có tâm huyết có lương tâm đều cùng lão tử lao ra ngoài liều mạng." Tướng sĩ và dân chúng toàn thành đã sớm bị tinh thần thấy chết không sờn của đám người Từ Ngạo Thiên cảm động. Ở dưới lời nói của Lý Phong lại càng trộn rộn như kiến bò trong chảo nóng. Chờ sau khi cửa thành mở rộng, gần như nhân mã toàn thành tất cả đều xuất động. Mọi người giơ tảng đá mộc côn trong tay hô to: "Chủ công, chúng tôi đến đây. Ai cũng đừng nghĩ đoạt đi nhà của chúng ta. Vì gia đình mà chiến, vì chủ công mà chiến." Tiếng hô to liên tiếp không dứt bên tai. Tất cả binh lính, dân chúng bên trong thành Đông Hải ùn ùn lao về phía chiến trường. Trên chiến trường, bọn lính của Lăng Quân đã sớm bị Phương Tử Vũ dọa cho khiếp đảm, lại nhìn thấy tình thế như vậy đều bỏ chạy tán loạn. Không ai cho rằng đây là một hành vi đáng xấu hổ. Dưới tình huống như vậy mà lựa chọn chạy trốn là sáng suốt nhất. Lực lượng của dân chúng là cường đại nhất. Lăng Hào lắc đầu cười khổ, hắn biết mình đã thua, hơn nữa là thua hoàn toàn, thua bởi lực lượng của dân chúng, thua bởi sự điên cuồng của Phương Tử Vũ, càng thua bởi trí kế của Từ Ngạo Thiên. Khó trách Từ Ngạo Thiên lại dám lấy lực lượng của hơn 100 người mạnh mẽ ngăn cản 2 vạn đại quân. Thì ra hết thảy đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn. Từ Ngạo Thiên không phải thằng ngốc, dựa vào 2.000 người chống lại 2 vạn đại quân là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng. Cho nên hắn sớm đã nghĩ đến mượn lực lượng của dân chúng. Tuy rằng hắn thật sự không đành lòng liên lụy đến dân chúng, nhưng hắn cũng biết muốn đánh thắng trận này chỉ có thể dựa vào lực lượng của mấy vạn đại dân trong thành. Từ Ngạo Thiên lấy 100 kỵ binh ngạnh kháng 2 vạn đại quân, mặc dù biết rõ là đi chịu chết, nhưng hắn biết chỉ có như vậy mới có thể kích phát ý chí chiến đấu của dân chúng, khiến cho bọn họ sinh ra đồng tình. Nói cách khác, kết cục này đã sớm nằm trong tính toán của Từ Ngạo Thiên.
Từ Ngạo Thiên cũng đã dự đoán được bản thân thực sự có thể chính tử xa trường, nhưng hắn không oán, không hối hận. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, bởi vì mình gặp chuyện đã khơi dậy ma tính trong cơ thể của Phương Tử Vũ, khiến cho hắn đại phát cuồng tính, huyết tiên tứ phương. Lăng Hào lắc lắc đầu cười khổ nói: Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, các ngươi đã thắng rồi, Lăng Hào ta thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Lăng Hào phi thân lên ngựa, kéo cương ngựa nói: Minh Kim, rút quân. Lăng Hào không hổ là nhất đại danh tướng, tới thong dong đi cũng tiêu sái, có thể thả thì thả, có thể thu thì thu, biết rõ bại cục đã định, ở lại hy sinh vô ích cũng không bằng tạm thời lưu lại bảo tồn thực lực. Quay đầu nhìn lại Từ Ngạo Thiên đã hôn mê, đang được Thiết Huyết Kỵ bảo vệ, và Phương Tử Vũ còn đang điên cuồng chém giết. Lăng Hào bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, kéo mạnh dây cương quát: Đi! Theo con đường lúc trước đến, chạy vội đi. Một trận chiến lại có kết cục kịch tính như một vở kịch. Một trận chiến ngoài thành Đông Hải được ca ngợi là thiên cổ danh chấn lưu sử sách. Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ dẫn 100 Thiết Huyết Kỵ chống lại 20,000 đại quân của Lăng Hào, cuối cùng bức lui đại quân của Lăng Hào. Tuy rằng bức lui đại quân là công lao của quân dân toàn thành, nhưng khi tới miệng những người không biết, hoàn toàn đều là do bản lĩnh của Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ và Thiết Huyết Kỵ dọa cho Lăng Hào vỡ mặt, không dám tái chiến. Trong đó, hơn 100 Thiết Huyết Kỵ đến cuối cùng chỉ còn lại 12 người. 12 người này từ nay về sau lại được quân dân toàn thành Đông Hải ca ngợi là anh hùng thập nhị vệ. Mà Từ Ngạo Thiên đã chịu trọng thương ở trong trận, sinh tử không rõ. Thập nhị vệ còn sống và Phương Tử Vũ đều là vết thương đầy mình, toàn thân trên dưới không có chỗ nào hoàn hảo cả, khi cởi quần áo ra khiến người ta không nỡ nhìn. Cũng chính là một trận chiến này đã khiến danh vọng của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ được đẩy lên đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Đám người ngày xưa như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, gần đây như Vũ Văn Hóa, Vương Bạc, Tử Viên Lãng, toàn bộ bị sạt sang một bên. Thành Đông Hải, thành nhân gian yên vui cuối cùng, chiếc nôi chạy nạn của nạn dân, hy vọng duy nhất của dân chúng. Vô số người đều chạy về Đông Hải. Không tới 3 ngày, nhân số của Đông Hải thành đã tăng vọt đến mức xưa nay chưa từng thấy. Sau 5 ngày, các thôn trang, tiểu trấn xung quanh Đông Hải, tất cả đều là đầu người di chuyển. Binh lực của Đông Hải lập tức nhảy vọt từ 2.000 người đến 1.500.000 nhân mã. Đây là do Lý Phong và Lãnh Vô Tâm tiếp thu tác phong Chi Tinh Vật Lạn của Từ Ngạo Thiên, từ đó chọn lựa kỹ càng tuyển ra. Thiết Huyết Kỵ, một trận chiến thành danh, vô số người đều lấy việc gia nhập Thiết Huyết Kỵ làm mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời. Sau khi trải qua lựa chọn nghiêm khắc, thành viên của Thiết Huyết Kỵ được mở rộng tới 300 người. Bởi vì Từ Ngạo Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Phương Tử Vũ vẫn một mực ở bên cạnh Từ Ngạo Thiên, không thể phân thân, cho nên nhiệm vụ huấn luyện thành viên mới của Thiết Huyết Kỵ đều dồn lên người anh hùng thập nhị vệ. Trải qua 5 ngày, Từ Ngạo Thiên đã hôn mê suốt 5 ngày. 5 ngày gần đây, hắn sốt cao không ngừng, vẫn luôn luôn mê man bất tỉnh. Có vô số đại phu danh y xem qua đều thúc thủ vô sách. Đông Hải thành rất nghèo rồi, nghèo đến mức không có thứ gì để hắn tầm bổ. Đã nhiều ngày, nhân số của Đông Hải thành tăng vọt. Mới qua 5 ngày ngắn ngủi, nhân số của Đông Hải thành bao gồm cả các thôn trấn phụ cận đã muốn vượt quá mức 10,000 người. Hơn nữa, con số này vẫn còn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Cũng may, Đông Hải thành ở gần biển, có không ít người ra biển bắt cá mà sống. Hơn nữa, đất đai của các hương chấn phụ cận rất phì nhiêu, mỗi gia đình đều được phân một mảnh đất đai do Lãnh Vô Tâm phân chia. Dân chúng đều đã tự giác canh tác lương thực trên mảnh đất nhà mình được chia. Đối với vấn đề thu nhận dân chúng và phát triển của Đông Hải thành, Phương Tử Vũ giao cho Lãnh Vô Tâm và Lý Phong toàn quyền phụ trách, mà hắn lại tránh ở trong phòng của Từ Ngạo Thiên đóng cửa không ra. 5 ngày qua, Phương Tử Vũ ngày đêm đều tự cấp chân khí vận chuyển cho Từ Ngạo Thiên, kéo dài sinh mệnh cho hắn. Giờ phút này, hắn đã ở tình trạng kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, mắt hõm sâu, cả người tiêu tụy rất nhiều. Phương Tử Vũ mới vừa vì Từ Ngạo Thiên thu công, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hơi phun ra một hơi, nhẹ giọng nói: Chuyện gì, Lăng Nguyệt phải không? Thanh âm trong trẻo của Lăng Nguyệt vang lên bên ngoài cửa. Phương đại ca, muội mang chút thức ăn đến cho huynh. Phương Tử Vũ bình thản nói: Không cần. Lăng Nguyệt vội la lên: Nhưng 5 ngày rồi huynh còn chưa ăn gì. Phương Tử Vũ lạnh lùng nói: Ta không cần. Nhưng mà... Đủ rồi. Phương Tử Vũ lạnh giọng quát: Không có việc gì, đừng đến làm phiền ta.
Ngoài cửa, Lăng Nguyệt sau một lúc trầm mặc lại sợ hãi nói: "Vậy để cho Từ đại ca ăn một chút đi, huynh ấy bị thương, thân thể yếu đuối, không ăn chút gì sao chịu được đây." Phương Tử Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Từ Ngạo Thiên đã ngủ. Năm ngày này hắn chỉ lo vận công chữa thương cho Từ Ngạo Thiên, đã hoàn toàn quên hắn còn chưa tới tích cốc kỳ. Do không ăn 5 ngày, khuôn mặt khỏe mạnh của Từ Ngạo Thiên đã có chút lõm xuống. Thở thật dài, Phương Tử Vũ nhẹ giọng nói: "Vào đi." Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, Lăng Nguyệt xinh đẹp bưng hai chén cháo loãng nhẹ nhàng tiến vào. "Người cho huynh ấy ăn, ta muốn vận công, không được làm phiền ta." Phương Tử Vũ nói xong, không để ý tới phản ứng của Lăng Nguyệt, liền tự nhắm mắt vận công. Lăng Nguyệt ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng nâng đầu của Từ Ngạo Thiên, gối lên đùi mình, đút cho hắn từng thìa nhỏ cháo loãng. Chờ Từ Ngạo Thiên uống hết cháo, Lăng Nguyệt mới nhẹ nhàng nâng đầu hắn đặt lên giường, sau đó bưng bát cháo xoay người đi ra. Khi đi ra đến cửa, ánh mắt phức tạp của Lăng Nguyệt liếc nhìn Phương Tử Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi. Nghe được tiếng bước chân của Lăng Nguyệt đã đi xa, Phương Tử Vũ chậm rãi mở mắt, lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn Từ Ngạo Thiên đang hôn mê, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục điều tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Phương Tử Vũ đang nhắm mắt hỏi: "Chuyện gì?" Ngoài cửa, thanh âm của thủ vệ đáp: "Nhị chủ công, bên ngoài có vị đạo sĩ muốn gặp hai vị chủ công, hắn nói hắn có biện pháp cứu mạng của đại chủ công." Hai mắt của Phương Tử Vũ đột nhiên mở ra, bên trong gian phòng hôn ám đột nhiên hiện lên hai đạo hàn quang. Phương Tử Vũ lạnh giọng hỏi: "Hắn là ai vậy?" Đạo sĩ không chịu nói, hắn chỉ nói là bạn cũ của hai vị chủ công, chẳng qua vị đạo sĩ này tuổi đã khá cao, y phục cũng tương đối cũ nát, lôi thôi. Phương Tử Vũ mới có chút dần dật nói: "Gọi hắn vào đây." "Dạ." Thủ vệ ly khai, rất nhanh hắn đã trở lại, nhưng trong tai của Phương Tử Vũ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của thủ vệ. "Chủ công, vị đạo trưởng kia đã..." Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một đạo sĩ ăn mặc lôi thôi, một bàn tay giơ lên phía trước đang mỉm cười nhìn Phương Tử Vũ. Thủ vệ quá sợ hãi, nhanh chóng rút kiếm kêu lên: "Ngươi..." Lúc này thanh âm lạnh nhạt của Phương Tử Vũ truyền đến: "Ngươi làm sao lại đến đây?" Lão đạo sĩ nhún nhún hai vai tùy ý nói: "Nhớ các ngươi." Thủ vệ lúc này mới tin tưởng đạo sĩ này quen biết với hai vị chủ công, đút kiếm vào bao, xấu hổ đứng ở một bên. Phương Tử Vũ phất tay ý bảo thủ vệ rời đi, mới khẽ hỏi: "Ngươi không phải đang bế quan sao?" Lão đạo sĩ tới bên giường của Từ Ngạo Thiên nói: "Trước đây vài ngày, tâm thần của ta không yên, liền giao cho các ngươi một quẻ, biết được tiểu tử này sẽ gặp kiếp nạn, cho nên liền xuất quan, chạy suốt đêm tới đây." Phương Tử Vũ nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, giễu cợt: "Ngươi lại có lòng tốt như vậy sao?" Lão đạo sĩ cười khanh khách nói: "Ngươi con bà nó, đừng có phá ta như vậy có được không?" Nói xong, lão đạo sĩ nâng một bàn tay của Từ Ngạo Thiên lên, bắt mạch cho hắn. Phương Tử Vũ lặng lặng nhìn lão, không lên tiếng quấy rầy. Sau một lúc lâu, lão đạo sĩ mới nhẹ nhàng buông cánh tay của Từ Ngạo Thiên, lắc đầu thở dài. Phương Tử Vũ hỏi: "Thế nào?" Lão đạo sĩ cười khổ nói: "Không tồi, có người một nguyên anh cao thủ vận công bảo vệ tâm mạch cho hắn, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Còn cứu được hay không?" Lão đạo sĩ không đáp lời hắn, đi thẳng đến bên cạnh bàn, nhấc ấm trà lên, lắc lắc, phát hiện bên trong trống không, quay đầu hỏi Phương Tử Vũ: "Ta vất vả từ xa tới, cũng không mời ta uống chén trà sao?" Phương Tử Vũ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, lại hỏi: "Có cứu được hay không?" Lão đạo sĩ buông ấm trà, lắc lắc đầu nói: "Tiểu tử, ngươi phải có chút tính nhẫn lại." "Cấm miệng!" Phương Tử Vũ lạnh lùng quát: "Lão đầu chết tiệt, lão chỉ cần nói cho ta biết còn cứu được hay không, không cần nói lời vô nghĩa." Lão đạo sĩ giả bộ ủy khuất nói: "Này, ta tốt xấu gì cũng là sư thúc tổ của các ngươi, ngươi nói chuyện với ta không thể tôn trọng được một chút hay sao?" Phương Tử Vũ cười lạnh nói: "Vậy phải xem lão có đáng để ta tôn trọng hay không." "Như thế nào không đáng?" Lão đạo sĩ chỉ vào mũi mình kêu lên: "Vì các ngươi mà lão nhân gia ta đã phải phá quan, tu vi giảm đi. Vì các ngươi mà lão nhân gia ta phải trèo đèo lội suối, thiên tân vạn khổ tới đây. Vì các ngươi..." "Cấm miệng!" Phương Tử Vũ quát: "Nếu còn nói lời vô nghĩa, ta sẽ gọi người đuổi lão ra khỏi Đông Hải." Lão đạo sĩ chỉ Từ Ngạo Thiên nằm trên giường, cười khổ nói: "Ngươi đuổi ta đi, hắn cũng sẽ không cứu được đâu." Phương Tử Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, trầm giọng hỏi:
ca ca của ta còn cứu được phải không? Lão đạo sĩ gật gật đầu nói, hy vọng thì vẫn còn, chỉ có điều quá khó khăn. Ngữ khí của Phương Tử Vũ dường như cũng có chút khách khí hỏi, làm sao cứu đây? Lão đạo sĩ thở dài nói, hồn phách của Từ tiểu tử đã có xu thế tiêu tán rồi, muốn cứu hắn trước hết phải lấy được băng tinh ngọc phách của Ngọc Hàn Cung để ngưng hồn tụ phách cho hắn. Phương Tử Vũ đứng lên hỏi, Ngọc Hàn Cung ở đâu? Ở đỉnh Thiên Sơn. Được, ta lập tức đi. Phương Tử Vũ nói xong liền muốn nhấc chân rời đi. Chờ chút. Lão đạo sĩ vội vàng đuổi theo, kéo tay Phương Tử Vũ kêu lên, tiểu tử ngươi làm sao một chút kiên nhẫn cũng không có vậy, ngươi cứ như vậy mà đi thì không đợi ngươi trở về cứu Từ tiểu tử, mạng của ngươi đã sớm mất ở nơi đó rồi. Phương Tử Vũ sốt ruột nhìn lão không nói gì. Lão đạo sĩ vội ho một tiếng mới tiếp tục nói, băng tinh ngọc phách được Ngọc Hàn Cung coi là bảo vật chấn phái, bọn họ sẽ không dễ dàng cho mượn đâu. Phương Tử Vũ cau mày hỏi, vậy sao lão còn để ta đi lấy? Lão đạo sĩ cười khổ nói, ta cũng không có biện pháp khác à, tình huống hiện tại của Từ tiểu tử ngoại trừ băng tinh ngọc phách thì không có thứ gì có thể cứu hắn một mạng đâu. Vội ho một tiếng, lão đạo sĩ lại tiếp tục nói, chẳng qua có hy vọng còn tốt hơn là không có hy vọng, tận lực tốt hơn nói, xem có thể trước đem băng tinh ngọc phách đến dùng trước hay không. Vốn ta nghĩ tự mình đi một chuyến, chẳng qua với tu vi của ngươi cũng không thể tiếp tục bảo mệnh cho Từ tiểu tử được bao lâu, chỉ sợ không chống đỡ được đến khi ta trở về, cho nên chỉ có thể để ta bảo mệnh cho hắn, còn ngươi thì đi mượn băng tinh ngọc phách về. Ngừng lại một chút, lão đạo sĩ lại tiếp tục nói, chẳng qua ngươi phải nhanh chóng quay về, ta liều mạng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể kéo dài tính mệnh của hắn 10 ngày. 10 ngày sau nếu ngươi không mang được băng tinh ngọc khách về, đến lúc đó cho dù thần tiên hạ phàm cũng khó cứu được hắn ta. Phương Tử Vũ khe khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, được, trong vòng 10 ngày ta nhất định mang theo băng tinh ngọc phách trở về, nơi này ta liền giao lại cho lão. Dứt lời, Phương Tử Vũ lắc mình hối hả rời đi. Lão đạo sĩ lắc đầu cười khổ nói, tính tình thật sự là không chịu nổi a, đáng thương cho cái lão già ta quá. Dãy Thiên Sơn sừng sững kéo dài 2.500 km từ đông sang tây, độ rộng theo hướng nam bắc khoảng 250 đến 350 km, phía tây bắt đầu từ biên giới Trung Cáp kéo dài về phía đông của Tinh Tinh Hạp, nằm sâu trong cảnh nội của đất nước. Cả dãy núi Thiên Sơn được chia làm 3 đoạn, từ bắc đến nam, phân biệt là Bắc Thiên Sơn, Trung Thiên Sơn và Nam Thiên Sơn. Nói đến Thiên Sơn không thể không nói đến Thiên Chỉ. Thiên Sơn Thiên Chỉ nằm ở đoạn giữa Thiên Sơn, lệch về bên sườn núi phía bắc, là một hồ nước tự nhiên trên đỉnh núi. Thiên Chỉ mặt hồ hình bán nguyệt, nước hồ trong veo óng ánh như ngọc, được ôm ấp bởi dãy núi ở bốn phía xung quanh, cây cối xanh tốt như tấm thảm mượt, các loại hoa dại tựa như gấm vóc đẹp tuyệt trần. Có tiếng là viên ngọc quý Thiên Sơn thẳng tắp xanh ngắt, các loài thông tùng mọc khắp núi che lấp cả mặt trời. Phía đông nam của Thiên Chỉ là ngọn núi chính Bác Các Đạt, người Mông Cổ gọi là dãy núi thần linh. Liên tiếp với ngọn núi chính còn có 2 ngọn núi nữa. Từ xa xa nhìn lại, 3 ngọn núi dàn hàng cao vút xuyên thấu tầng mây tựa như giá bút. Đỉnh núi bao phủ bởi lớp tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh giao hòa với màu nước xanh biếc của Thiên Chỉ, tạo thành cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc sản của Thiên Sơn là tuyết liên, được người đời gọi là Thiên Sơn tuyết liên, còn có tên gọi khác là tuyết hà hoa. Chủ yếu sinh trưởng ở phía nam bắc của Thiên Sơn, giáp danh với A Nhĩ Thái Sơn và Côn Lôn Sơn, mọc trên những vách đá dựng đứng phủ đầy tuyết. Tuyết liên là đặc sản đặc biệt chỉ có ở Thiên Sơn, về phương diện ứng dụng trong y dược đã có vài trăm năm lịch sử. Tục truyền bông sen trong tuyết là khi giao chỉ vương mẫu đến Thiên Chỉ tắm rửa, do các tiên nữ giải ra. Đối diện với đỉnh núi cao cách mặt nước biển 5.000 m chính là một mặt gương trong suốt xinh đẹp. Tuyết liên được coi là thần vật, uống qua giọt nước đọng trên cành lá cũng có thể xua đi tà, trị bệnh, kéo dài tuổi thọ. Thiên Sơn lạnh vô cùng, trên núi quanh năm đóng băng không tan. Dưới chân núi Thiên Sơn có một quán trà này là do thôn dân ở xung quanh mở ra, tạo điều kiện cho hương khách đến đây dừng chân uống trà. Thiên Sơn tuy lạnh nhưng việc làm ăn của quán trà cực tốt, mỗi ngày cơ hồ đều hết ghế, bởi vì một số người trong võ lâm nhịn không được hấp dẫn của tuyết liên, mỗi ngày đều có người đến Thiên Sơn hy vọng có thể đào được Thiên Sơn tuyết liên.
Nghe nói ăn vào một gốc thiên sơn tuyết liên, công lực có thể tăng lên vài lần, hơn nữa còn có công dụng giữ gìn nhan sắc. Quán trà mỗi ngày đều tiếp đãi vài lượt người trong lòng ôm hy vọng đến đây đào được thiên sơn tuyết liên, đồng thời cũng tiến đưa vài lượt người còn như có đào được thiên sơn tuyết liên hay không thì cũng không quan tâm đến. Hôm nay cũng như mọi ngày, quán trà khách ngồi chật cứng, rèm cửa đột nhiên bị sốc lên, bóng dáng của một tên thiếu niên đứng bên ngoài cửa, gió lạnh xuyên qua cửa quán lùa vào đám người đang ngồi bên trong, vài người không khỏi rùng mình vì lạnh, vẻ mặt khó chịu nhìn người vừa đến. Còn mẹ, một tên đại hán mở miệng chuẩn bị chửi lớn, bỗng nhiên nhìn thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía hắn, ánh mắt băng lãnh so với gió rét ở bên ngoài càng thêm lạnh. Đại hán bất giác hai hàm răng đánh lập cập, đem lời nói của mình còn trên môi mạnh mẽ nuốt vào bụng. Thiếu niên buông rèm cửa xuống, đi thẳng đến chiếc bàn còn trống ở trong góc quán ngồi xuống. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười chạy đến, đặt xuống trước mặt thiếu niên một bình trà hỏi: khách quan muốn dùng gì? Thiếu niên lắc đầu, bưng cốc trà đầy lên rồi uống vài ngụm. Tiểu nhị vẻ mặt khó coi, trên miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi rời đi. Rèm cửa một lần nữa lại bị lâng lên, một kẻ dáng vẻ hèn mọn đáng khinh mặt dỗ đi vào, rất nhanh buông rèm xuống. Mọi người lại rất run một lần. Tên đại hán lúc trước từ trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng của tên thiếu niên nọ cảm thấy thiếu niên không phải là kẻ dễ chọc, cho nên nhẫn nhịn không phát tác. Lúc này rốt cuộc cũng tìm được đối tượng để có thể cho hắn phát tiết, đem oán khí của cả lần trước đồng thời phát tiết ra. Đại hán vỗ bàn đứng dậy hét: "Con mẹ ngươi không mở cửa sẽ chết sao?" Tên mặt dỗ cười nói: "Vị đại ca này, không phải là tôi cố ý mà." "Con mẹ ngươi, lão tử kệ mẹ ngươi có cố ý hay không? Con mẹ ngươi chọc giận lão tử, xem lão tử có lột da ngươi không?" Tên mặt dỗ cười cầu tài nói: "Xin lỗi đại ca, vì tỏ thành ý xin lỗi, tôi sẽ nguyện ý miễn phí nói cho đại ca một tin tức." Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai tên mặt dỗ này là kẻ bán tin trên giang hồ. Cái gọi là giang hồ kẻ bán tin đều là những kẻ đi buôn bán những tin tức mới nhất trên giang hồ. Bọn họ dựa vào bán tin tức mà sống tạm qua ngày. Chỉ có điều loại người này cũng rất kiếm được tiền. Có đôi khi chỉ cần một tin tức động trời cũng có thể khiến cho bọn họ hạnh phúc sống qua nửa đời người. Đại hán lộ ra vẻ xem thường nói: "Con mẹ nhà ngươi, tin tức của ngươi nếu lão tử đã nghe qua, lão tử lập tức vặn cổ nhà ngươi." Tên mặt dỗ khẽ cười nói: "Khẳng định là đại ca chưa từng nghe qua, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức này mà thôi." Thấy mọi người trong quán trà đều lộ ra vẻ chú ý, tên mặt dỗ hài lòng mỉm cười, ho khan một tiếng rồi nói: "Các vị có biết không, kiếm hoàng thụ thương rồi." Dầm, đại hán dùng lực vỗ mạnh lên mặt bàn hét lên: "Con mẹ nhà ngươi, tin tức này lão tử đã nghe trước đây vài trăm năm rồi." Tên mặt dỗ vội vàng cười cầu tài nói: "Đại ca, trước tiên đừng vội, tôi nói không phải là điều này." Đại hán hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hét lên: "Nói đi." Tên mặt dỗ xoa xoa tay, ánh mắt đảo qua một vòng quán trà, thấy mọi người có mặt trong quán đều nhìn về phía hắn. Duy chỉ có một tên thiếu niên ngồi trong góc quán đang tự rót tự uống, xem hắn như không tồn tại. Tên mặt dỗ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Kiếm hoàng thụ thương không thể chữa trị, đao tôn vì cứu kiếm hoàng một mình một người rời đi, nghe nói là đang đến thiên sơn này." "Ngươi nói cái gì? Đao tôn Phương Tử Vũ đích thân tới thiên sơn ư?" Tất cả mọi người đang có mặt trong quán trà dường như đồng thanh hô lên. Thiếu niên ngồi ở góc quán đôi lông mày khẽ nhíu lại. Thiếu niên này chính là Phương Tử Vũ, vì cứu Từ Ngạo Thiên mà chạy đến thiên sơn. Trải qua 3 ngày lặn lội không quản đường xá xa xôi, Phương Tử Vũ rốt cuộc cũng chạy đến chân núi thiên sơn. Lúc này khuôn mặt tuấn mỹ của nó đã nhuộm vẻ phong trần, một bộ quần áo võ sĩ màu đen bó sát người đã rách nát nhiều chỗ, khuôn mặt tiều tụy. Cũng may là Phương Tử Vũ tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ, đổi lại là người khác trước tiên không nói đến việc có thể trong 3 ngày chạy từ Đông Hải đến thiên sơn, cho dù dùng ngựa chạy không ngừng nghỉ, lúc này cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Phương Tử Vũ có công lực cao thâm chống đỡ, hơn nữa suốt chặng đường không ngừng mua ngựa đổi ngựa, gặp phải vật cản liền bỏ ngựa, thi triển khinh công vội vàng chạy qua, cho nên mới có thể trong vòng 3 ngày chạy đến thiên sơn. Nhưng cho dù là như vậy, lúc này Phương Tử Vũ cũng đã mệt lử, vẻ mặt mệt mỏi. "Đao tôn Phương Tử Vũ ư? Vậy kiếm hoàng chính là Từ Ngạo Thiên sao?" Phương Tử Vũ mỉm cười,
hai huynh đệ bọn họ từ lúc nào bị người ta đội lên đầu danh hiệu Đao Tôn và Kiếm Hoàng đây? Vào lúc Phương Tử Vũ đang suy nghĩ mông lung, tên đại hán nọ túm chặt lấy ngực áo của tên mặt dỗ, hét lên: "Điều ngươi nói là sự thật sao? Đao Tôn lão nhân gia thật sự sẽ đến Thiên Sơn này sao?" "Đao Tôn lão nhân gia?" Phương Tử Vũ ánh mắt quái dị nhìn tên đại hán. Chẳng lẽ là nó đã sai, trên đời này còn có một Phương Tử Vũ thứ hai? Phương Tử Vũ kia hình như rất già, lão mới là Đao Tôn hay sao? Tên mặt dỗ khó khăn lắm mới giấy thoát khỏi bàn tay của tên đại hán, khinh thường cười nói: "Đại ca, từng câu từng chữ của tôi đều là thật. Nếu tôi có nửa từ giả dối, Thiên Lôi sẽ đánh tôi chết tươi ngay." Tiếng nói chuyện lập tức nổ tung ra, từng bàn một xì xào bàn tán. Đề tài đương nhiên đều không thoát khỏi sự kiện Đao Tôn đích thân tới Thiên Sơn. "Người nói thương thế của Kiếm Hoàng thật sự là nghiêm trọng vậy sao? Nếu không Đao Tôn sẽ không một mình chạy đến đây." "Đao Tôn cũng có thể gọi là một anh hùng đấy. Một mình một người ngăn đón 20 vạn đại quân, còn đánh giết 20 vạn đại quân kêu cha khóc mẹ nữa." 20 vạn sao? Sao ta lại nghe được là 200 vạn nhỉ?" "Nghe nói Kiếm Hoàng và Đao Tôn đều đã hơn 80 tuổi rồi." "Khẳng định là như vậy, nếu không bọn họ không thể nào có được công lực cao cường, ngạo thị thiên hạ, vô địch thủ như vậy được." "Thật là muốn chính mắt nhìn thấy Đao Tôn lão dân gia người a." "Đánh rắm, ngươi cho rằng Đao Tôn là người muốn gặp liền gặp được sao? Người ta tốt xấu gì cũng là một phương bá chủ, đi ra lần này nhất định là tiền hô hậu ủng. Muốn gặp ngài ư? Vậy lấy đầu của ngươi đi gặp đi." Tên mặt dỗ ho khan vài tiếng, cắt đứt nghị luận của mọi người, hô lên: "Các vị đại ca, tôi còn có cả một tin tức nữa, không biết các vị có hứng thú nghe hay không đây?" Tất cả mọi người lập tức an tĩnh trở lại, đem ánh mắt tất cả dồn lên trên người tên mặt dỗ. Tên mặt dỗ cười khổ nói: "Nhưng tôi còn phải nuôi sống gia đình, cái này..." "Mọi người muốn mua tin, tôi có thể lấy một đổi một, tuyệt đối không để các vị đại ca chịu thiệt đâu." Mọi người lúc này mới giật mình chợt hiểu. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáng tiếc không ai chịu bỏ tiền ra đem tin tức mình mua chia sẻ với những người khác. Lúc này, ông chủ quán trà mỉm cười lấy ra một đĩnh bạc đưa cho tên mặt dỗ. Hắn cầm ở trong tay, tung lên tung xuống, cười hì hì rồi bỏ vào túi tiền. Mọi người đều tán thưởng nhìn ông chủ. Ông chủ này quả thật là biết cách làm ăn. Tổn thất một chút tiền nhưng đổi lại không chỉ là một chút bạc vụn như vậy nữa. Tên mặt dỗ ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói: "Kỳ thật Đao Tôn một mình chạy đến Thiên Sơn chắc hẳn là có thể đến đây trong 2 ngày Còn mẹ nó! Đại hán vỗ đùi hét lớn: "Ngươi đang đùa cợt ta có phải hay không?" Tên mặt dỗ vội vàng cười cầu tài nói: "Đại ca, huynh đừng có gấp, vừa rồi chỉ là cái tin phụ tặng cho mọi người. Tin tức chân chính thu phí đó là Kiếm Hoàng và Đao Tôn tuổi đời không đến 20 Nói xong, tên mặt dỗ xoay người, xốc vội rèm cửa lên, nhanh chóng chạy mất. "Tên kia, đứng lại!" Đại hán là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, mắt thấy tên mặt dỗ đã chạy mất, chỉ có thể chửi to: "Tên khốn kiếp, lại dám đùa giỡn với ông nội ngươi. Ngày sau, để lão tử gặp được ngươi, lão tử cam đoan sẽ lột da ngươi." Được rồi, tiểu ba." Một lão già ngồi cùng bàn với tên đại hán, gõ nhẹ lên mặt bàn nói: "Mau ngồi xuống, đừng để cho người ta chê cười." Tên đại hán được gọi là tiểu ba kia không hết tức giận ngồi xuống, bất bình mở miệng kêu lên: "Sư thúc, tên mặt dỗ đó rõ ràng là một tên lừa đảo mà." Lão già mỉm cười nói: "Hắn lừa ngươi cái gì?" "Hắn..." Đại hán gãi gãi đầu nhưng vẫn không nói ra được. Lão già khẽ cười nói: "Kỳ thật hắn nói không sai đâu, Kiếm Hoàng và Đao Tôn đều chỉ khoảng 17-18 tuổi mà thôi." Mọi người trong quán trà ánh mắt không tin nhìn lão giả. Đại hán đại biểu cho ý nghĩ trong lòng của mọi người nhảy dựng lên nói: "Điều này sao có thể được, chưa đến 20 tuổi lại có thể có công lực cao tuyệt như vậy sao? Đao Tôn còn là một người đấu với 200 vạn đại quân nữa." Lão giả bật cười nói: "Ngươi cho Đao Tôn là thần sao? Một người làm sao có thể ngăn cản được 200 vạn đại quân đây? Theo ta thấy, hắn ngày đó có thể ngăn cản được 200 người đã là rất giỏi rồi." Đại hán không dám tranh cãi, nhưng mọi người trong quán trà thì không đồng ý, đều chỉ trích lão giả hồ đồ, nói hiêu nói vượn. "Con mẹ ngươi dám phá hủy danh tự Đao Tôn." "Con mẹ ngươi, Đao Tôn võ công cái thế, không phải ngươi, cái loại lão già sắp chết, có thể tùy ý đoán bậy đoán bạ đâu." Mọi người nói năng loạn xạ,
nhưng đều có một điểm giống nhau, đó là bọn họ đều phản bác lại câu nói kia của lão già. Lão già cũng không thèm để ý, khẽ cười nói: "Không biết các vị đã nghe nói qua về Tử Y Hậu người này chưa?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tử Y Hậu ở trong võ lâm cũng được xem như là một nhân vật thành danh. Thấy mọi người đều không nói, lão già mỉm cười tiếp tục nói: "Tử Y Hậu đã từng giao đấu với Đao Tôn, cũng là cao thủ duy nhất còn sống sót trở về." Tiếng người lại sôi trào cả lên, thiên hạ đồn rằng Lãnh Huyết Đao Tôn tuyệt không lưu người sống, có thể chạy trối chết từ trên tay của Đao Tôn khẳng định là kẻ có tài. Lão già ho khan một tiếng tiếp tục nói: "Chính miệng Tử Y Hậu nói ra, Đao Tôn Phương Tử Vũ đã bước vào tiên thiên cảnh giới, một thân tiên thiên công lực quả thật là siêu tuyệt à. Càng đáng quý đó là hắn chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi." Đám người một lần nữa sao động cả lên, người người bàn tán đều không tin tưởng Đao Tôn Kiếm Hoàng danh chấn thiên hạ tuổi đời lại chưa đến 20. Quán trà lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt. Phương Tử Vũ khẽ nhíu mày, bỏ lại vài đồng tiền đứng dậy rời đi. Đại hán nhìn về phía rèm cửa còn đang lay động, lầm bầm khẽ chửi: "Còn mẹ nó, bày đặt cái gì?" Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai đại hán. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là tên thiếu niên vẫn một mực không mở miệng nói chuyện ở bàn bên cạnh. Thiếu niên này trên người mặc quần áo lụa, tai to, mày rậm, trời sinh tướng phú quý. Thiếu niên mỉm cười chỉ về phía rèm cửa hỏi: "Huynh có biết người đó là ai không?" Đại hán kinh ngạc lắc đầu. Thiếu niên cười nói: "Hắn chính là Đao Tôn." Nói xong, thiếu niên đi thẳng ra cửa, nhấc rèm lên rời đi. Mấy người ngồi cùng bàn với thiếu niên cũng vội vàng thu thập hành lý đi theo sau nó. Trong quán trà, mọi người sừng sốt trong chốc lát. Đột nhiên có người vỗ mạnh vào bàn hô lên: "Người đó là Tần Vương!" Tiếng người lại một lần nữa sôi trào cả lên. Lại có kẻ khoác lác nói rằng tổ tiên tích đức để cho bọn họ cùng với hai đại nhân vật danh chấn thiên hạ cùng nhau uống trà. Đại hán không tham gia thảo luận, chỉ kinh ngạc nhìn rèm cửa, trên miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, trong một ngày ta lại được nhìn thấy hai đại nhân vật à." Gió Thiên Sơn rất lạnh, đối với Phương Tử Vũ mà nói điều này không tính là gì cả. Ở nơi tuyết bay đầy trời như thế này, nó vẫn như cũ, một thân quần áo mỏng manh, ngạo nghễ đứng thẳng trong gió tuyết, lạnh lùng nhìn đám người đang đuổi theo phía sau. Nhóm người này rốt cuộc cũng bắt kịp Phương Tử Vũ. Tên thiếu niên cầm đầu chắp tay nói: "Phương huynh." Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo hỏi: "Ngươi là ai?" "Tại hạ Lý Thế Dân." "Tần Vương ngư?" Lý Thế Dân gật đầu mỉm cười nói: "Đúng vậy." Phương Tử Vũ xoay người lại lạnh nhạt hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?" "Nghe tên của Phương huynh đã lâu như sấm rền bên tai, có thể ở nơi này gặp được Phương huynh, tiểu đệ muốn..." Phương Tử Vũ lạnh lùng ngắt lời nói: "Không có chuyện gì thì ta đi trước đây." Lý Thế Dân trên mặt ửng hồng xấu hổ cười nói: "Nghe nói Phương huynh lần này là vì Từ huynh đến đây lấy Thiên Sơn Tuyết Liên có phải không?" Phương Tử Vũ đưa lưng về phía hắn hờ hững nói: "Không liên quan đến ngươi." Lý Thế Dân không để ý cười nói: "Nếu chỉ là vì Thiên Sơn Tuyết Liên, tiểu đệ có thể giúp được." "Không cần." Một tên trung liên cao lớn khoảng 30 tuổi đứng sau lưng Lý Thế Dân hét lên: "Tiểu tử, Tần Vương nhà chúng ta xem trọng ngươi cho nên mới cùng ngươi nói chuyện, đừng cho rằng bản thân mình là Thiên Vương lão tử, chọc giận lão tử ta." Lý Thế Dân nhíu mày khẽ quát: "Chí Huyền!" Tráng hán ngậm miệng lại không dám nói tiếp, chỉ là ánh mắt căm tức bắn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ thản nhiên nói: "Không có việc gì, đừng làm phiền ta, ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa." Lý Thế Dân mặt không đổi sắc, mà đám tướng lĩnh đứng sau lưng hắn nghe xong sắc mặt đều đại biến. Cạch một tiếng, Đoạn Chí Huyền rút trường kiếm bên hông hét lên: "Phương Tử Vũ, người khác tôn kính ngươi làm Đao Tôn, nhưng Đoạn Chí Huyền ta không sợ ngươi. Ngươi nếu dám tiếp tục vô lễ với Tần Vương chúng ta, vậy đừng trách." Đoạn Chí Huyền còn chưa nói xong, Phương Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, một trường bổ về phía hắn. Một trường này tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn không kịp phản ứng thì Đoạn Chí Huyền đã trúng trường lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt lập tức trắng bệch, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này ngay cả Lý Thế Dân cũng sợ hãi biến sắc, vẻ mặt khó coi hỏi: "Phương huynh?" Phương Tử Vũ lạnh lùng nói: "Đó chỉ là cảnh cáo,
nếu tiếp tục làm phiền ta, các ngươi sẽ đều phải chết. Nói xong, tung người bay lên núi. Lý Thế Dân nhìn theo bóng dáng của Phương Tử Vũ, sắc mặt biến đổi không ngừng. Qua một hồi lâu mới khẽ thở dài, xoay người nói: chúng ta đi thôi. Ngọc Hàn Cung đặt trên đỉnh Thiên Sơn, môn phái này rốt cuộc lớn đến mức nào đây, không một ai biết được, bởi vì có thể đi vào Ngọc Hàn Cung, ngoại trừ đệ tử của bản cung ra, cũng chỉ có những tu chân giả với tu vi cao thâm. Còn những người bình thường, bọn họ đều sẽ bị lạc ở trong một khu rừng kỳ quái, sau đó vô tình phát hiện ra mình đã ở dưới chân núi. Bởi vậy, dân chúng ở xung quanh đây đều gọi khu rừng đó là Quỷ Đà Lâm. Chỉ có những người tu chân mới biết được, khu rừng này đã được thiết đặt một cấm chế cường đại. Nếu không tinh thông trận pháp hoặc không có người của bản phái dẫn vào, cũng chỉ có thể dựa vào tu vi cao thâm của bản thân mạnh mẽ xông vào mà thôi. Đối với Phương Tử Vũ mà nói, xông qua khu rừng này không phải là chuyện khó khăn. Trước tiên, nó đã là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Sau nữa là cấm chế của khu rừng này tuy rằng rất cường đại, nhưng phạm vi quá rộng, cho nên vì phân tán mà trở nên nhỏ yếu. Đem năng lượng của cấm chế chia đều ra các nơi, khi đó năng lượng đã không còn cường đại nữa. Xuyên qua Quỷ Đà Lâm, trước mắt xuất hiện một bậc thang đá dài. Đỉnh đầu của bậc thang là một tấm biển nguy nga cao vút, trên đó có để ba chữ triện lớn: Ngọc Hàn Cung. Phương Tử Vũ mỉm cười loạng choạng bước lên bậc đá. Dừng lại. Đột nhiên nhảy ra bốn tên mặc quần áo võ sĩ màu trắng, đem Phương Tử Vũ vây vào giữa. Một tên trong đó quát hỏi: là người nào dám cả gan xông vào Ngọc Hàn Cung? Phương Tử Vũ thong thả đáp: Ngọc Hư, Phương Tử Vũ cầu kiến. Bốn người nọ nghe xong đưa mắt nhìn nhau. Kẻ vừa phát ngôn giọng nói trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, hỏi: Ngươi là Đao Tôn Phương Tử Vũ ư? Phương Tử Vũ khẽ gật đầu. Đám người đó hiếu kỳ đánh giá Phương Tử Vũ từ trên xuống dưới một lượt, rồi rốt cuộc nói: ngươi đợi một chút, ta đi thông báo. Nói xong xoay người chạy lên bậc đá phía sau lưng. Một lát sau, kẻ đó chạy trở lại nói: trưởng môn đồng ý gặp ngươi, đi theo ta. Dọc theo bậc đá đi lên, đi qua tấm bảng là cửa lớn của Ngọc Hàn Cung. Trên cánh cửa lớn màu đỏ đinh lớn được sắp xếp thành từng hàng. Hai bên trái phải của cửa lớn đặt hai tượng kỳ lân lớn bằng đá. Đi qua cửa lớn, trước mắt xuất hiện khoảng sân rộng mênh mông, nhìn không thấy cuối. Xa xa có một dãy phòng ốc nguy nga hùng vĩ. Ngọc Hàn Cung vô cùng rộng, nhưng môn đồ lại không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có trên dưới 500 người. Bởi vì nhân số quá ít, đi lại trong Ngọc Hàn Cung rộng lớn này, ngẫu nhiên mới có thể bắt gặp được một đám người, có cảm giác yên tĩnh vắng vẻ. Ngọc Hàn Cung nhân số ít như vậy là bởi vì chọn cách thức phong bế môn phái. Cứ cách vài năm, môn hạ, trưởng lão lại rời núi tìm kiếm người mới thích hợp gia nhập môn phái. Chỉ có điều, vô luận là bọn họ nỗ lực đến thế nào đi nữa, thì nhân số của Ngọc Hàn Cung từ trước đến nay vẫn chỉ bảo trì ở con số vài trăm người. Ngọc Hàn Cung có hai bảo vật, một là Thiên Sơn Tuyết Liên. Tương truyền nếu có thể ăn được đan dược được luyện chế từ Thiên Sơn Tuyết Liên, công lực có thể đột nhiên nhảy vọt. Nhưng loại thiên tài địa bảo này có thể ngộ mà không thể cầu. Ngọc Hàn Cung khai phái trên Thiên Sơn đã hơn ngàn năm, cho đến hôm nay cũng chỉ kiếm được hai gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, bình thường vẫn xem như bảo bối chân quý, không thể tùy ý lấy ra. Trái ngược với sự nổi tiếng của Thiên Sơn Tuyết Liên, bảo vật còn lại của Ngọc Hàn Cung không hề nổi danh. Điều này cũng không phải bởi công hiệu của nó không thể so sánh với Thiên Sơn Tuyết Liên. Kỳ thật, kiện bảo bối này so với Thiên Sơn Tuyết Liên càng giá trị hơn, chỉ là Ngọc Hàn Cung giữ bí mật tuyệt đối về nó. Rất ít người biết được Ngọc Hàn Cung có kiện bảo bối này. Lão đạo sĩ là một trong số rất ít người biết được sự tồn tại của nó. Nó cũng là mục tiêu lần này của Phương Tử Vũ đến đây, băng tinh Ngọc Phách. Bước vào đại điện, nơi đây có một cái điện đường rất rộng lớn, hai bên 12 cây trụ đá thẳng tắp nối vào trần nhà. Sâu trong đại điện lúc này có 13 người đang ngồi, bọn họ chính là trưởng môn Ngọc Hàn Cung Kiếm Tuệ và 12 vị hộ cung trưởng lão. 13 người này trên người cũng mặc trang phục võ sĩ màu trắng, chỉ khác với bọn đệ tử ở bên ngoài ở chỗ sau lưng bọn họ không đeo trường kiếm. Trưởng môn Kiếm Tuệ mắt to mày rậm, mặt vuông môi dày, ngồi ở đó khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai. Phương Tử Vũ đi đến, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, từ tốn nói: Ngọc Hư Cung, Phương Tử Vũ bái kiến trưởng môn và các vị trưởng lão. Kiếm Tuệ khẽ gật đầu nói:
Người chính là Phương Tử Vũ, kẻ hiện tại vang danh khắp thiên hạ sao? Phương Tử Vũ chậm rãi gật đầu đáp, phải. Kiếm Tuệ mỉm cười gật đầu khen, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ta cùng với các trưởng lão trong phái của ngươi ngang hàng luận giao, vậy gọi ngươi là Phương Sư Điệt đi. Phương Tử Vũ khẽ gật đầu không nói gì. Kiếm Tuệ hỏi, không biết Phương Sư Điệt đến đây có chuyện gì không? Ngọc Hàn Cung và Ngọc Hư Cung môn phái của ngươi xưa nay có lại rất thân thiết, có việc gì khó Phương Sư Điệt cứ nói ra, chỉ cần có thể giúp được chúng ta tận lực giúp đỡ ngươi. Phương Tử Vũ gật đầu cảm ơn nói, ta muốn mượn băng tinh ngọc phách dùng một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đang có mặt ở đây sắc mặt đại biến. Kiếm Tệ hỏi, Phương Sư Điệt hẳn là từ sư thúc tổ của quý phái nghe được Ngọc Hàn Cung ta có băng tinh ngọc phách phải không? Phương Tử Vũ nhỏ giọng nói, phải. Kiếm Tuệ trên mặt lộ ra vẻ khó khăn nói, ai, không phải là ta không muốn cho Sư Điệt mượn, chỉ là băng tinh ngọc phách quan hệ trọng đại. Phương Tử Vũ ngắt lời nói, cứu ca ca ta xong ta sẽ lập tức mang trả lại. Kiếm Tuệ cười khổ nói, Phương Sư Điệt có điều không biết rồi, băng tinh ngọc phách kỳ thật chỉ là một viên đan dược, dùng xong liền không cách nào trả lại được. Phương Tử Vũ trầm mặc một lát vẫn không từ bỏ, lại nói, nếu ngài đưa băng tinh ngọc phách cho ta, ta có thể giúp ngài làm một việc. Kiếm Tuệ lắc đầu than, tổ huấn khó làm trái, hay là ta đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho người mang đi thử xem có được không. Lời này của Kiếm Tuệ vừa nói ra, 12 vị trưởng lão ở bên cạnh sắc mặt đồng thời đại biến, chỉ là không có ai mở miệng ngăn cản. Phương Tử Vũ lạnh nhạt nói, ca ca ta hồn phách sắp tan, chỉ có thể dùng băng tinh ngọc phách giúp huynh ấy ngưng hồn. Kiếm Tuệ trên mặt lộ ra vẻ khó xử nói, băng tinh ngọc phách là do tổ sư khai phái Ngọc Hàn Cung ta dùng hàn băng vạn năm thêm vào Thiên Sơn Tuyết Liên và rất nhiều thiên tài địa bảo khác dùng tâm huyết cả đời luyện chế ra, hơn nữa nó cũng chỉ có một viên thôi. Từ tổ sư khai phái của Ngọc Hàn Cung chúng ta cho đến nay có lưu lại di huấn, môn hạ đệ tử không được tùy tiện sử dụng băng tinh ngọc phách. Viên băng tinh ngọc phách này trải qua hơn 1000 năm truyền thừa, đến hôm nay đã là tín vật của trường môn các đời Ngọc Hàn Cung ta. Phương Tử Vũ khóe miệng dần giật, hờ hững nói, bất quá chỉ là một viên thuốc mà thôi, để đó cũng lãng phí, tại sao không để cho người cần sử dụng. Kiếm Tuệ lắc đầu cười khổ. Lúc này một người trong 12 vị trưởng lão vỗ bàn đứng dậy quát, Phương Tử Vũ, trưởng môn chúng ta đã hết lời khuyên giải, đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ. Nếu không phải là nhìn vào thể diện của Ngọc Hư Cung, ta sớm đã đem ngươi đuổi ra khỏi Thiên Sơn rồi. Phương Tử Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên trưởng lão vừa mới nói chuyện, ánh mắt biến lãnh so với băng tuyết của Thiên Sơn còn lạnh hơn, lạnh đến nỗi tên trưởng lão đó nhịn không được dùng mình một cái. Phương Tử Vũ lạnh lùng nói, không cần cấp thể diện cho Ngọc Hư Cung, ta không cần dùng bọn họ làm chỗ dựa. Trưởng lão cười lạnh nói, nếu không phải là Ngọc Hư Cung cho ngươi chỗ dựa, Phương Tử Vũ ngươi cũng chẳng là cái thá gì cả. Thấy quan hệ giữa hai người lâm vào bế tắc, Kiếm Tuệ vội vàng đứng ra giải hòa nói, Phương Sư Điệt, chúng ta thật sự là có điều khó xử, hay là để ta phái người đến các phái khác hỏi thử xem có còn biện pháp nào cứu được ca ca của ngươi không. Phương Tử Vũ lạnh lùng nói, không cần, ta không có thời gian, trong vòng 7 ngày nữa ta nhất định phải mang được băng tinh ngọc phách trở về. Một vị trưởng lão nổi giận quát, Phương Tử Vũ, băng tinh ngọc phách Hàn Cung chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng chạm tay vào được nó. Kiếm Tuệ khẽ nhíu mày, nhưng nghe ngại lão là trưởng lão của bản phái, không nên làm khó lão ở trước mặt mọi người, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Phương Tử Vũ giọng nói lạnh lẽo hỏi, nếu ta nhất định phải lấy được thì sao? Lúc này ngay cả Kiếm Tuệ sắc mặt cũng biến đổi. Trưởng lão sắc mặt xanh mét hét lên, trừ khi ngươi bước qua xác của chúng ta. Phương Tử Vũ khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một vẻ như cười mà không phải cười, lạnh lùng nói, vậy các ngươi đi chết đi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 13 tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.